Hello anh em, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Dạo gần đây á, Mỡ có nghe một câu nói rất là quen thuộc và cực kỳ bắt tai, đó chính là không có tướng yếu, chỉ có người chơi không biết chơi cái vị tướng đó mà thôi. Câu nói này thì có phần đúng và cũng có phần không đúng anh em ạ. Bởi đúng là tướng nào mà vào tay pro hoặc team ngon thì cũng đều là bá hết. Còn không đúng ở chỗ á, đó là thời điểm mà những cái vị tướng đấy mạnh và điều kiện để những cái vị tướng đấy mạnh. Kiểu ví dụ như con xạ thủ Klingt đi, cuối game ai dám bảo Klingt yếu, hoặc nếu Klingt đi team ngon ai dám nói Klingt cùi. Nhưng vấn đề ở đây là nếu đặt Klingt ngang kèo so với những Yin Sang Sin hay là Popol Koopa ở giai đoạn đầu game ý, thì dĩ nhiên là Klingt không bằng rồi, bởi vì nó không phù hợp, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Và chủ đề của cái video clip ngày hôm nay Mỡ mang đến cho anh em cũng là như vậy anh em ạ, đó là những cái vị tướng mà Mỡ cho rằng là thoạt nhìn thì có vẻ như là dễ chơi, bộ kỹ năng hết sức đơn giản và dễ hiểu, nhưng chơi rồi mới biết là nó khó vẽ nồi, nó khó ở nhiều khía cạnh, bao gồm cả khía cạnh sức mạnh luôn. Vậy thì đó là năm cái tên nào mà để Mỡ chia sẻ anh em còn cân nhắc mua về nhá. Hãy cùng đến với cái tên đầu tiên ở trong danh sách này. Cái tên đầu tiên đầu bảng mà Mỡ đề cập đến ở trong video clip này, anh em chống chỉ định không nên mua về, đó chính là xạ thủ Hanabi. Xạ thủ được đánh giá là xạ thủ hạng A thời điểm hiện tại trên cả Klingt, Ranger lẫn Moskov các thứ các kiểu. Hạng A là hơi bị cao nha, nhưng Mỡ lại cho rằng sức mạnh của Hanabi chưa thể xứng đáng với mức rank được đánh giá là như vậy. Xạ thủ Hanabi sở hữu một cái bộ kỹ năng quá đỗi đơn giản và hết sức dễ hiểu. Chiêu 1 bật lan này, nảy được 3 mục tiêu kèm hút máu nhẹ này. Chiêu 2 bắn trưởng theo đường thẳng này, gây sát thương và hút mana của tướng địch nếu trúng. Chiêu cuối ném ra một đóa hoa, trúng ai thì trói chân ông đấy lại. Ai nằm trong tầm ảnh hưởng của cái đóa hoa khi mà nó nở ra cũng bị trói lại luôn. Nội tại thì nếu có giáp ảo sẽ miễn nhiễm với toàn bộ yếu ứng khống chế, ngoại trừ kỹ năng áp chế. Anh em nghe thấy bộ kỹ năng quá là easy và nghe chừng có vẻ là hơi bá đúng không ạ? Chẳng có gì là khó cả. Và với tố chất bắn lan nhiều tiêu, Hanabi chỉ cần giữ vị trí bắn là ổn đúng không ạ? Cơ mà đời nó không như là mơ đâu. Sát thương của Hanabi thăng tiến quá chậm, xạ thủ này phải cần tới ít nhất là 3 món trang bị lớn thì mới bắn thấm. Hanabi gây sát thương trong giao tranh tổng cá nhân Mỡ cho rằng là ổn, nhưng bắn một bột khá cùi anh em ạ. Đam của Hanabi lên cái món trang bị thứ tư chưa chắc là đã đủ to để mà solo 1v1 anh em ơi. Thêm một cái nữa ấy, đó là Hanabi cực kỳ thiếu cơ động, dễ bị sát thủ team bạn vòng ra sau dồn đam mà không hề có bất kỳ một cái kỹ năng nào để tẩu thoát cả, ngoại trừ cái phép hỗ trợ tốc biến. Mỡ có cảm tưởng rằng là kiểu đam một con Hanabi lên bao nhiêu đồ mà bật nó vẫn yếu, mà nếu như không có tốc biến thì đánh cực kỳ tù, chưa kể chiêu cuối ném dễ trượt bởi tốc độ bay của cái kỹ năng này là không cao. Và nói là Hanabi có giáp ảo có thể né được những yếu ứng khống chế á, nhưng mà anh em phải cực kỳ xanh mới tạo ra được một cái lượng giáp ảo nhiều thì mới né được nhiều yếu ứng khống chế. Thì nói thật với anh em, cái con Hanabi mà kiểu đồ ngang ngang so với xạ thủ team bạn thì không thấm là bao anh em ạ. Nếu như mà cùng một cái lượng trang bị như vậy thì những xạ thủ được đánh giá thấp hơn là Leslie hay Ranger ấy, cá nhân Mỡ cho rằng hoàn toàn có thể ăn đứt Hanabi rất dễ dàng. Và xin nhắc lại với anh em một lần nữa, nếu không có ai bảo kê á, Hanabi chắc chắn sẽ sấp vật lợn luôn. Nên là nếu như mà solo rank, anh em nên ưu tiên pick những cái vị tướng xạ thủ khác nghe chừng là nó cơ động hơn, chứ đừng chơi Hanabi anh em nhé, ngưỡng sức mạnh đến chậm lắm. Cái tên thứ hai trong cái video clip này, xem những video clip trên mạng thì tưởng là siêu nhân, một đấm là kẻ địch bay màu. Thế nhưng kiểu nhiều anh em chưa biết ý, là ở giai đoạn đầu game, Ontus là đầu sĩ phế nhất, yếu nhất trong Mobile Legends. Nó yếu tới mức con tướng nào trong game cũng có thể bắt nạt được con Ontus này luôn anh em ạ. Đến support nó cũng chẳng coi Ontus ra cái gì luôn anh em ơi. Bởi vì là đam tay của Ontus đầu game không có stack, không có đồ thì đấm ai, mà ngoài cái đam tay đến từ chiêu 1 ra thì còn kỹ năng nào để gây đam tầm xa nữa đâu. Đó. Về cơ bản, Ontus là đầu sĩ cần farm cực nhiều như là xạ thủ vậy, và mạnh về một cái khoảng thời điểm ở giữa game cũng như là cuối game, khi mà Ontus đã có đủ đồ, đủ stack, khi người chơi dứt điểm được các đơn vị lính bằng nội tại của chiêu 1. Cơ mà Mỡ thấy có khá nhiều anh em, bao gồm cả Mỡ lúc mới chơi á, thi thoảng vẫn chưa tính được đam, vẫn hơi ảo tưởng kiểu mình khỏe ấy, lao vào với Ontus xong rồi một hơi phát mình bay màu luôn. Bởi vì là team bạn sốc đam mạnh quá, Ontus không đấm được ai cả. Chiêu cuối của Ontus ấy thì có thể giúp vị tướng này lao đến mọi kẻ địch khắp bản đồ, nhưng mà không phải kiểu muốn lao thì lao vào, bởi nếu lao vào một đống kẻ địch đang đứng túm túm lại với nhau á thì khả năng Ontus sẽ summoner cũng cực kỳ cao luôn anh em ơi. Ontus là tuyết chất tướng, nếu team xanh thì Ontus dễ win,
Team Thọt thì khả năng thua là cực kỳ cao. Nhưng dĩ nhiên là khi có từ 1 đến 2 món trang bị và farm được cái stack ấy, thì Ondus ăn đứt Hanabi ở khoản rồi sát thương. Chơi Ondus là phải chịu khó, chịu khổ anh em ạ. Đầu game thì cứ cho bọn nó gọi mình là Ondog, nhưng mà đến tầm giữa và cuối game có đồ có stack, mình lại trở thành Ondus gánh team sau. Đó, nhưng mà anh em cần lưu ý rằng là Ondus đánh rất là khổ, chứ không phải như kiểu mấy cái video clip anh em hay xem trên mạng đâu nhá. Xem xong anh em cũng nghĩ là mình cứ vào mua mua đấm đấm thôi, không cần farm. Bởi vì là mấy ông YouTuber, bao gồm cả cái thằng Top Mỡ ấy, là chỉ up những cái trận họ đánh hay lên thôi, họ được farm lên thôi. Những cái trận họ bị đi SML thì có bao giờ up đâu anh em. Và dĩ nhiên cuối game thì Ondus nó đấm đau thật anh em ạ. Nhưng mà đầu game thì anh em cần phải lưu ý nhá. Nói chung khoảng cách giữa Ondus và Ondog nó chỉ cách nhau có tí tí thôi anh em ạ. Cái tên thứ ba, tưởng có until là bá đạo, bất tử đồ các thứ các kiểu, xong rồi thì đam to late game, chém vai chém là kẻ địch bay màu và chúng không thể hạ gục được chúng ta. Chấp cả Ondus luôn, chấp tất cả xạ thủ luôn, nghe kinh khủng với cả hào nhoáng anh em. Đó chính là đầu sĩ Argus. Hiểu đơn giản ý, thì cái vị tướng này bá đạo là bởi chiêu cuối của anh ta, với khả năng bất tử trong vòng 5 giây. Và đồng thời khi mà kích hoạt ý là xóa toàn bộ hiệu ứng khống chế. Đó, kinh không anh em? Argus cũng có khả năng truy đuổi này, gia tốc và dồn đam quá thốn, thậm chí còn kinh hơn Ondus nhiều. Nhưng trải qua bao nhiêu mùa giải, Argus vẫn chỉ dừng lại ở mức A và ở thời điểm hiện tại chỉ là mức B, và được đánh giá là một trong số 9 đấu sĩ phê nhất game ở thời điểm hiện tại. Nghe nó buồn với cả khổ ấy nổi anh em nhỉ. Vì sao lại thế? Vì sao lại như vậy? Có lẽ rằng đây là những cái lý do khiến cá nhân Mỡ cho rằng là tại sao cái con Ondus nó lại không được đánh giá cao ở meta hiện tại, cũng như là vài meta ở thời điểm gần đây. Thứ nhất ý là Argus là chất tướng mang tiếng là đấu sĩ, cơ mà nó giấy vãi nồi anh em ạ. Nó không được cứng như trâu hay do hết đâu. Bị đánh cho 3-4 cái là bay nguyên cả cây máu rồi, không có chiêu cuối là không chơi, dẹp, nghỉ khỏe anh em ạ. Và thứ hai ý, là một khi Argus có chiêu cuối và được bật lên ý, thì hầu như 100% người chơi thấy con Argus bật ulti là một, té ngay ra khỏi xa khỏi nó. Và thứ hai là đè khống chế cho nó SML luôn, trôi qua 5 giây mà nó không làm gì được cả. Vấn đề ở đây ý, là khi bật ulti ý, nếu Argus đánh được ý, thì máu sẽ được hồi theo sát thương tương ứng. Nhưng mà nếu kẻ địch nhây ý, mà không cho con Argus này nó đánh ý, thì hết ulti xong, con Argus này cũng chẳng hút được thêm tí máu nào cả, nó cũng bay màu luôn. Cho nên ạ, thường là Argus rất dễ bị nhây khi bật until mà gặp phải những kẻ địch có tầm tấn công xa hoặc cơ động, rất khó đánh mà không thể làm gì cả. Cho nên đây chính là cái lý do chính ý, mà Mỡ cho rằng cá nhân Argus chỉ khỏe từ rank huyền thoại trở xuống mà thôi. Lên rank cao ý, Argus không thể chơi được. Nhưng Ondus thì vẫn thấy có mặt nha, bởi lượng sát thương của nó quá lớn. Và giao tranh cũng dễ, bởi cái chiêu cuối của Ondus cho phép cái vị tướng này áp sát một cái mục tiêu mà cái chiêu cuối nó nhắm đến. Nhưng mà nếu là Argus thì nó hơi khó. Mặc dù có kỹ năng áp sát đấy, nhưng mà vẫn khó anh em ạ. Nếu mà anh em đã rank cao ấy mà chơi solo rank ấy, thì Mỡ khuyên anh em không nên mua Argus về, cũng như là Hanabi, bị dắt mũi khổ lắm anh em ạ. Cái tên thứ tư chúng ta có đây, đây lại là một hình mẫu xạ thủ có khả năng làm choáng 2 giây này, thậm chí là làm choáng được 2 vị tướng cùng một lúc, rồi thì tốc biến liên tục, xong rồi thì chiêu cuối toàn bản đồ và gây sát thương lan theo đường thẳng. Kinh như anh em ạ, toàn những tuyệt kỹ võ học. Nhưng con tướng này hiện đang là xạ thủ cùi bắp nhất Mobile Legends anh em ạ, bên cạnh Leslie, đấy là ông Moskov. Ui, tha nồi, nhớ lại cái ngày xưa hồi mùa giải thứ tư anh em ạ. Moskov là xạ thủ mạnh nhất, nó như là một thế lực, nó là bố của tất cả, là đấng trong Mobile Legends luôn anh em ạ. Khi mà cứ team nào mà có Moskov ý, thì tỷ lệ thắng phải lên đến 80%. Nhưng dĩ nhiên ai cũng có thời, và nếu không làm Moskov yếu đi thì lấy đâu ra slot cho những cái ông tướng mới xuất hiện ở trong game, đúng không anh em? Và với sự cho ra mắt của những cái vị tướng xạ thủ khá chất lượng hơn, mạnh hơn, cùng với việc Muntun giảm rất nhiều chỉ số, cho nên giờ Moskov rất yếu, cho dù là giai đoạn đầu game hay là cuối game. Đầu game thì còn phế vật hơn nhiều anh em ạ, cuối game thì về cơ bản nó cũng hơi phế. Bởi vì đơn giản ở thời điểm này á, là Moskov nó có rất nhiều những cái nhược điểm, khiến cho chúng ta dù rất muốn chọn, nhưng nếu ưu tiên một cái game thắng á, thì Moskov cũng chẳng được gọi là chú ý nhiều, mà được pick nổi trong những trận đấu xếp hạng ở rank cao đây anh em ơi. Đây, Mỡ có thể kể ra một loạt nhược điểm của Moskov cho anh em xem nhá. Cái nhược điểm chí mạng nhất ý, là tầm của Moskov đánh siêu ngắn, ngắn hơn Carrier, thậm chí là ngắn
hơn cả Freya. Mỡ nghĩ rằng là cái con Moskov này chắc là ngắn nhất trong Mobile Legends rồi. Con Freya khi mà nó hóa until cái chiêu cuối lên, nó đánh còn xa hơn anh em ạ. Cái thứ hai đó là sát thương của Moskov vẫn như những cái chất tầng xạ thủ cũ khác, là phần lớn đến từ đồ. Nếu như Carrier cũng đánh ngắn đúng không ạ? Nhưng mà con Carrier là nó đánh dựa trên nội tại là nổ sát thương chuẩn, nó bắn được cả tanker luôn. Thì Moskov thì gọi là không bắn được tanker anh em ạ. Con Carrier nó còn được trọng dụng, chứ Moskov thì há mồm. Và cái điều nhược điểm tiếp theo đó là ngưỡng sức mạnh của Moskov cũng đến quá muộn. Một cái con Moskov từ 3 đến 4 đồ may ra mới có thể chơi được anh em ạ. Đấy là chưa kể là Moskov cái kỹ năng thứ hai làm choáng cũng khó. Nếu mà chúng ta không làm choáng được thì kẻ địch sẽ bị đẩy lùi, chúng ta sẽ không bắn được bởi vì nó sẽ quá tâm. Rồi thì chiêu cuối until cũng siêu khó chống luôn, mặc dù đam cũng là to. Và nếu như mà chúng ta until được chống tướng địch nào thì sẽ được búp đam cho tướng địch đó á. Đó, à nhầm, sẽ được búp đam cho con Moskov ở cái vị tướng địch đó. Và với một cái tầm đánh ngắn như vậy thì Moskov chưa sờ vào kẻ địch, kẻ địch đã vả vỡ mồm Moskov rồi anh em ạ. Một trong những cái xạ thủ rất tiếc đã từng có một giai đoạn hoàng kim nhưng bây giờ lại trở thành phế vật. Và cái tên cuối cùng ở trong cái video clip này, nó lại là một con xạ thủ khác anh em ạ. Và những gì anh em đang nhìn thấy trên video clip highlight mãn nhãn đúng không anh em? Đây chính là xạ thủ Wan Wan, một trong tứ đại thành thú, sánh vai cùng với Linh, Tử Long và Basia. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại, Linh đang là S cộng, Tử Long đang bay rất cao và rất mạnh ở meta hiện tại ở A cộng. Basia vẫn là một trong những cái vị tướng tanker cực kỳ ổn, có tỷ lệ thắng là cấp S. Nhưng mà Wan Wan thì sao? Wan Wan ở thời điểm hiện tại được đánh giá là cấp A, ngang hàng với Hanabi. Nhưng mỡ nghĩ rằng nếu như mà cá nhân mỡ mà điều chỉnh được cái đánh giá này, chắc nó chỉ hạng B thôi anh em ạ, chỉ hạng B thôi. Yếu là từ nói chung để mà ám chỉ cho sự thua thiệt so với những cái chất tướng xạ thủ khác của cái vị tướng Wan Wan. Đây nhá, thứ nhất ý là đam của Wan Wan siêu bé, đam tay á, cực kỳ là bé luôn. Cái thứ hai này là động tác nhảy của Wan Wan ở giai đoạn đầu game siêu chậm và lề mề. Và cái vị tướng này rất cần nhiều tốc độ đánh. Chiêu cuối Ultimate của Wan Wan, cái khuynh thành tiện vũ ý, nó mặc dù là hồi nhanh nhưng đam cũng cực kỳ bé luôn và cũng cực kỳ phụ thuộc vào đồ tăng tốc đánh anh em ạ. Đừng quên rằng đam tay của Wan Wan vẫn xin được nhấn mạnh lại với anh em là một trong những đam tay bé nhất nhì trong game ở vai trò xạ thủ anh em ạ. Và Wan Wan cũng giống như Hanabi hay Moskov đây anh em, nhưng được cái bù lại thì Wan Wan có tầm đánh khá xa, có hiệu ứng kháng CC đến từ cái kỹ năng thứ hai bạo vũ ly hoa và thậm chí là có cả làm choáng cơ. Và Ultimate thì bất tử đó, cho nên là cái vị tướng Wan Wan này nếu như mà so với Irithale hay là Hanabi, thậm chí là Kling hay là Ranger các thứ các kiểu ý, thì Wan Wan vẫn còn có được một ít chỗ đứng ở meta rank cao ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà càng lên rank cao với cái khả năng farm quá chậm và cần nhiều đồ như cái con xạ thủ Wan Wan này này, nó đã là quá yếu rồi. Và người ta sẽ thích lựa chọn Mia, Yi Sanxin, Claude, Pupon Kupa hay Roger để mà có được cho mình một cái chiến thắng nó chắc chắn hơn là Wan Wan anh em ạ. À, trên đây là 5 cái tên mà mỡ nghĩ rằng là anh em thấy cái bộ kỹ năng của nó xem trên YouTube là rất bá đạo, rất đẹp mắt và thậm chí nó còn dễ chơi giống như Hanabi. Nhưng đây là 5 cái vị tướng anh em không nên mua về, bởi vì là mỗi một cái vị tướng đều có những cái ưu thì ít mà nhược thì nhiều và rất khó đánh ở thời điểm hiện tại. À, hy vọng rằng là sau cái video clip này thì anh em sẽ có được cái nhìn tổng quan về những cái vị tướng kiểu như vậy. Và nếu như mà anh em nghĩ rằng cái danh sách này của mỡ vẫn còn thiếu hay là thừa, hoặc là cho rằng cái vị tướng nào đó nó thực sự vẫn còn mạnh ở trong danh sách này, hãy để lại cho mỡ một like, một đăng ký kênh và đừng quên comment lại cái ý kiến cá nhân của anh em. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau ở trong cái video clip tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt và lại anh em. Bye bye.